Ca khúc mới bị chê nhảm nhất V-pop, Hoàng Yến Chibi vẫn không nghe không thấy, sòn sòn ra MV. Liệu định học theo giọng ca chiếc ố? Không có quan tâm nhiều lắm. Là một ca sĩ hoạt động lâu năm trong nghề và để lại nhiều bài hit ấn tượng. Thế nhưng mới đây, Hoàng Yến Chibi gây thất vọng khi quay ngoắt sang hình tượng mới, đi kèm một bài hát được cho là nhảm nhất của năm. Sau bao nhiêu ý kiến đóng góp của khán giả thì nữ ca sĩ dường như không mấy để ý cho lắm, vẫn quyết định sòn sòn ra MV liên tục, khiến khán giả ngán ngầm. Nhiều người còn so sánh cô với giọng ca chiếc ố nào đó, cho rằng Hoàng Yến đang cố tình học theo người chị ruột của mình, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, chạy theo đam mê cũng là một điều tốt. Thế nhưng nên biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người.